Hi, David Dương Bất Động Sản Định Cư Đảo Ship xin chào mọi người nha. Hôm nay David Dương sẽ gửi đến mọi người một bài hát mà con gái David Dương đã đệm đàn piano ở một phòng trà trước đây. Nào, mời quý vị nhé. Hôm nay, bầu trời Đảo Ship sau những mùa thu Hà Nội quá, nên chẳng nghĩ ra ra một bài hát nhớ mùa thu Hà Nội. Your name.